Bạn có biết gì về Halloween không? Hãy để tôi giải thích cho bạn trong một bài hát. Đó là ngày Halloween, điều đó có nghĩa là chi? Người ta nói lừa hay lọc, một số ở nhà và ăn. Cho đó là một câu chuyện gửi lời chúc trên email. Nhưng sự thật là gì khác? Là ngày của các thầy ma. Những con ma họ thích đi bố tối này, phù thủy thì họ thích bay, cả quái vật họ thích ăn phá ăn, và zombie không chết đâu. Các bạn không tin tôi ư? Hãy nghe này. Vài người lớn và trẻ em nhận bài học từ mẹ của họ trong cách gọt cánh cửa to và nhiều hơn nữa. Họ không biết những cung dệt, cách ăn mặc và trang phục, đang bị lừa ra khỏi phòng, chạy thẳng đến nơi cái chết. Những con ma họ thích đi bố tối này, phù thủy thì họ thích bay, các quái vật họ thích ăn và ăn, và zombie không chết đâu. Nếu bạn nghĩ rằng đó là tất cả những gì xảy ra, chờ đợi cho đến khi bạn nghe thấy điều này. Có những người họ là ai đã sử dụng Halloween, không chỉ dọa mình bạn đâu mà cả bố và mẹ bạn. Câu chuyện cùng âm thanh khiến cho bạn sợ rung lên, hát những bài hát đáng sợ chỉ cần thế này. Những con ma họ thích đi bố tối nay, phù thủy thì họ thích bay, các quái vật họ thích ăn và ăn, và zombie không chết đâu. Đó là Halloween cho bạn. Bạn hiểu rồi chứ?